Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước. Chỉ thị yêu cầu đến các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước phải rà soát quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chế độ quy định. Thực hiện nghiêm có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, không bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích mua sắm xe ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách. Chỉ thị cũng yêu cầu tổ chức các hội nghị tổng kết cuối năm, hội nghị ngành kết hợp với triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013 bằng hình thức trực tuyến. Các bộ, cơ quan tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan, hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí tổ chức họp đi lại ăn ở của các đại biểu. Các bộ, cơ quan tập trung bố trí kinh phí cho các đoàn đi đàm phán thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chế độ quy định. Hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài, bao gồm cả đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật, các dự án ODA và các dự án có sử dụng nguồn kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.